Ami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì. Duti Yambi Thammang Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ nhì. Duti Yambi Sangkhang Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ nhì. Tati Yambi Bụt Thằng Saranang Gạch Cha Mi, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba. Tati Yam Bi Thammang Saranang Gạch Cha Mi, con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ ba. Tati Yam Bi Sangkhang Saranang Gạch Cha Mi, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ ba. Tì sa rừng nó cái hạt năng lịch thị tăng pháp quy tam bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. A ma phành tê, dạ chúng con xin vâng. Bà la thi ba ta về làm mặt đi thì khó với lưng không mạnh giao mi còn sẽ bao nhiêu điều học là quy tránh xa sự sát sanh a đinh na đa na về làm mặt đi thì khó với lưng không mạnh giao mi còn sẽ bao nhiêu điều học là quy tránh xa sự trộm cắp a lòng ma cha ri gia về làm mặt đi sẽ khó với năng tâm anh dạ ông bi còn sẽ với những điều học là quy tánh xa sự thông dâm một sa hoa đa về làm mặt đi sẽ khó với năng tâm anh dạ ông bi còn sẽ với những điều học là quy tánh xa sự nói dối sura mê ra yam ma cha pa ma đắc tha na về làm mặt đi sẽ có một thân sức mạnh giáo bi còn sẽ có những điều học là quỷ tránh sai sẽ dễ dũng rượu và các chất sai quỷ ta lạc phô chát na về làm mặt đi sẽ có một thân sức mạnh giáo bi còn sẽ có những điều học là quỷ tránh sai sẽ ăn sái giờ nàng kỳ gì tao qua đi tao quy su cả đa sa na ma la gan tha quy lê ba na tha ra na man đa na quy phu sa na tha na quê ra mặt đi chứ có bất năng sa ma đi dạ mi còn sẽ mới đi điều học là quy đánh xa sẽ múa hát không kèm đợi sẽ múa hát nghe đợi kèm trang điểm thô và cơm dự phẩm và đeo trần hoa ôn chay sa ya na ma ha sa ya na về làm mặt đi sẽ có bất năng sa ma đi dạ mi còn sẽ với những việc học là quy tránh xa chỗ nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp. Ba na ti ba ta Vê ra ma ni sích kha ba đăng sa ma di ya mi, con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. A di na đa na Vê ra ma ni sích kha ba đăng sa ma di ya mi, con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. A brahmacariya Vê ra ma ni sích kha ba đăng sa ma di ya mi, con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự thông dâm. Mu sa wa da Vê ra ma ni sích kha ba đăng sa ma di ya mi, con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Su ra me ra ya ma chap ba ma da tha na Vê ra ma ni sích kha ba đăng sa ma di ya mi, con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say.
Quy cà la phô cha na Quê Ramani Sikha Kha Ba Đăng Samadhyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự ăn sái giờ. Nách cha ghi ta hòa đi ta quy sù ca đá sa na ma la gan tha quy lê ba na tha ra na măng đa na quy phù sa na tha na. Quê Ramani Sikha Ba Đăng Samadhyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự múa hát, thổi kèn đờn, xem múa hát, nghe đờn kèn, trang điểm, thoa vật thơm rồi phấn và đeo tràng hoa. Úc cha sajana maha sajana, we ramani sikha ba đăng samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa chỗ nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp. Imang at tang gasa mang na ga tang bút tháp bành nhá tang u bồ sa tang imang cha rát tình imang cha đi qua sang sam ma đề qua phi khắc khi tùng sam ma đi ya mi. Chúng con xin thọ trì bát quan trai giới, chọn đủ tám điều của Đức Phật đã giáo truyền, hầu để vâng giữ và hành theo cho được trong sạch trọn ngày nay và đêm nay, mong cầu gieo được giống lành để thấy rõ niết bàn trong đời hiện nay. Khi Phật tử sau khi tọa trì tam quy và bác quan trai giới nay tam bảo rồi, với 50 hành theo cho được trong sạch trọn ngày nay và đêm nay, chẳng nên dễ vui. A ma phành tê, dạ chúng con xin vâng. Sile nasuka tinjon ti sile napu kasam badai sile nane putinjon ti tasmai silang so tha ye. Cha chúng con được sanh về cõi trời cũng nhờ dịu giới, được giàu sang cũng nhờ dịu giới, được giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ dịu giới. Bởi các cây cho nên kêu Phật tử có láng thọ trì giới luật cho được trong sạch đừng để lắm nhờ. Sa thu lành thay. Dạ con kính tri ân sư Trí Đức đã thay mặt chư tăng truyền tam quy và bát quan trai giới đến hàng Phật tử chúng con ạ. Thế Tôn lời dạy tỏ tường, năm điều quán tưởng phải thường xét ra. Ta đây phải có sự già, thế nào tránh thoát lúc qua canh tàn. Ta đây bệnh tật phải mang, thế nào tránh thoát đặng an mạnh lành. Ta đây sự chết sẵn dành, thế nào tránh thoát tử sanh đến kỳ. Ta đây phải chịu phân ly, nhân vật quý mến ta đi biệt mà. Ta đi với nghiệp của ta, giàu cho tốt xấu tạo ra tự mình. Theo ta như bóng theo hình, ta thọ quả báo phân minh kiết tường. Sắp bê sát ta a quê ra hôn, tu su khí ta hôn, tu nít đúc khá hôn, tu áp gia bách cha hôn, tu an ni khá hôn, tu đi khá du ca hôn, tu a rô ga hôn, tu sam bát ti sa mít chan, tu su khí át ta năng, pa ri ha răng, tu đúc kha bát ta cha ni đúc kha pha ya bát ta cha ni pha ya so ka bát ta cha ni so ka hôn tu sa bê bi ba ni no. Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui, đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau, đừng hẹp lược, hãy cho được sống lâu, đừng có bệnh hoạn, hãy cho được sự thành tựu đầy đủ. Hãy giữ mình cho được sự yên vui, tất cả chúng sanh đến khổ rồi, xin đừng cho có khổ, đến sự kinh sợ rồi, xin đừng cho kinh sợ, đến sự thương tiếc rồi, xin đừng cho thương tiếc. Dạ, tiếp theo con xin thay mặt đạo tràng sám hối 30 tam bảo ạ.
Uttamangena vandeham badabang sung varuttamang Buddhe yokalito doso buddho khamatutang mamang. Con xin hết lòng thành kính, cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamangena vandeham dhammaṃ caduvittaṃ varaṃ thamme yo khalito do so thammo khamatutaṃ mamaṃ. Con xin hết lòng thành kính, cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamangena vandeham sankhaṃ caduvittothammaṃ saṅkheyo khalito doso saṅkho khamatutaṃ mamaṃ. Con xin hết lòng thành kính, cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phàm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Dạ, con kính dâng mic đến sư Tri Đức để sư chúc phúc cho đạo tràng chúng con để chúng con được tròn phước báo ạ. Khi già chân gà tha sĩ tham mân tu sinh tham mân tu sinh tham mân tu y đăng pha lăng e tas min ra ta nát ta yas min sâm ba sa da na chê ta so cầu xin cho quả của tâm tín thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thú lành thay. Phước lành con đã tạo ra, các đời quá khứ hay là đời nay, nghiệp chưa cho quả phước nào, nguyện thành pháp độ để vào thiện căn. Sau này dù tạo mấy lần, từ đây cho đến siêu thăng niết bàn, hễ làm chuyện tốt sẵn sàng, mỗi điều hạnh phúc thành đoàn nhân duyên, giúp cho phiền não sớm yên, trợ mau giải thoát kế liền kiếp sau. Nếu trễ chẳng gặp Phật nào, nhầm kỳ độc giác làm sao cũng thành. Nguyện cầu tam bảo từ hằng độ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thầy chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại ráng tu hành, nguyện gìn tam học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tử khổ, nguyện diệt tâm tham háo lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đãi, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều, Long Vương thần lực có nhiều, đồng xin hoan hỷ phước đều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, quyến thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng con vui thú đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Y đằng nồ nhà tì nằng hồn, tu su khi tà hồn, tu nhà ta dồ. Cầu mong phước thiện này thành tựu đến tất cả thân quyến của chúng con, cầu mong họ hoan hỷ được an lạc lâu dài. Y đằng wa ta nô bùn nhàng à sa quắc kha già wa hằng hồ túc. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch nơi đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm. Dạ, hôm nay chúng con đã tạo thiện phước như tụng kinh lễ bái tam bảo, thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Chúng con thành tâm hồi hướng phần phước thiện này đến tất cả chư thiên, tứ đại thiên vương, vua trời đế thích, nhất là chư thiên hộ trì mỗi người trong lớp học, chư thiên ở xung quanh ngôi chùa Ngọc Đạt, chư thiên trong ngôi nhà các Phật tử trong lớp học, chư thiên trên mặt đất, chư thiên ổ cội cây, chư thiên ở trên hư không, xin các ngài hoan hỷ thọ nhận. Dạ, phần nghi thức tụng kinh lễ bái tam bảo, thọ trì tam quy, bát quan trai giới và hồi hướng phước đã hoàn tất. Chúng con kính tri ân sư Trí Đức đã thay mặt chư tôn đức tăng truyền tam quy và bát quan trai giới cho hàng Phật tử chúng con. Dạ, kính cảm ơn đạo tràng đã cùng con lễ bái tam bảo. Dạ, giờ này con xin giao mic lại cho Nhật Huỳnh để chị tiếp tục chương trình ạ. Dạ, xin cảm ơn đạo tràng.
Dạ, sa thú kính cảm ơn Kim Nhung. Nam mô Bụt Tha giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Con thành kính đảnh đại ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Dạ, Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, con xin sám hối với đạo tràng. Do cái Facebook con nó kiếm chuyện nên con vào đường trễ. Dạ, Nam mô Bụt Tha giá, dạ sa thú lành thai. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài Trí Đức đã từ bi hoan hỷ thay mặt Chư Tôn Đức Tăng truyền trao tâm quy bát quan trai giới đến hàng Phật tử của chúng con. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài. Nhật Quỳnh xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn Sích Kim Nhung đã lễ bái tam bảo và thọ trì bát quan trai giới. Nam mô Bụt Tha giá, con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức Thượng Tọa Pháp Thanh cùng Chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô, tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu hiện diện trong đạo tràng. Dạ, Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh, cùng thỉnh Pháp Sư để trước khi đạo tràng chúng ta được Ngài Thượng Tọa Pháp Thanh giảng dạy bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To Arahato Samma Sambuddhassa. Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ. Trời lỗ mọc đặng nhờ ánh sáng trổ hoa lành đại tạng mùi hương. Pháp màu ánh sáng phi thường chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui. Phàm thiên vẫn ngầm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng dĩ hơi. Quyết lòng mở đạo dạy đời nhắm vương lạc giá ngày dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử có năm thầy thính dự pháp từ. Đó là nhóm Kiều Trần Như được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn. Một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rơi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, thịnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí trí vẹn toàn. Nam mô Bụt Tha giá, dạ trước khi con thỉnh Thượng Tọa Pháp Thanh lên giảng dạy bài học ngày hôm nay, con xin phép được Phật đọc phần kinh văn ạ. Bài học hôm nay, tương ưng kinh Samyutta Nikaya chương 1, tương ưng chư thiên. Bài 6 La Mã Phẩm Già, bài 5, bài 6, bài 7 La Mã Sanh Nhân. Năm, sanh nhân. Cái gì sanh thành người? Cái gì luôn giông rủi? Cái gì chịu luân hồi? Cái gì người sợ hãi? Thế Tôn, ái dục sanh thành người, chính tâm luôn giông rủi. Chúng sanh chịu luân hồi, đau khổ người sợ hãi. Sáu, bài 6 La Mã sanh nhân. Cái gì sanh thành người? Cái gì luôn giông rủi? Cái gì chịu luân hồi? Vì đâu không giải thoát? Thế Tôn, ái dục sanh thành người, chỉnh tâm luôn giông rủi, chúng sanh chịu luân hồi, vì khổ không giải thoát. Bảy La Mã sanh nhân. Cái gì sanh thành người, cái gì luôn giông rủi, cái gì chịu luân hồi, cái gì người nương tựa? Thế Tôn, ái dục sanh thành người, chỉnh tâm luôn giông rủi, chúng sanh chịu luân hồi, chính nghiệp người nương tựa. Nam mô Bụt Tha giá, dạ kinh văn đến đây đã chấm dứt. Con xin thay mặt đại chúng trong rung thành kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Thanh từ bi hoan hỷ đăng đài chúng con được học ngày hôm nay.
Dạ sư, có nghe được âm thanh con, cho con xin một tín hiệu. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Con kính dâng mít đến sư ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ca Giá. Kính đảnh lễ chư tôn đức trưởng lão, chư hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng. Kính chào tất cả quý tu nữ và quý phật tử. Và cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã đọc phần chánh kinh của bài học ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả quý vị đã cho biết âm thanh nghe rõ. Và trước khi vào buổi chia sẻ Phật pháp, kính cung thỉnh chư tôn đức cũng như mà tất cả quý vị lắng tâm thanh tịnh, hướng về tâm bảo làm đại một cách tóm tắt. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ca Giá. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức tam bảo một cách tóm tắt. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Phật bảo. Phật bảo đấng vô lượng từ bi trí tuệ viên mãn, Ngài đã diệt tận vô minh và phiền não, Ngài đã gãy bánh xe sanh tử luân hồi, là thầy cả chư thiên và nhân loại. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức pháp bảo phương luân dược năng trị tâm bệnh cho tất cả chúng sanh. Những ngày thực hành đúng theo chánh pháp sẽ được an lạc trong hiện tại và ngày vị lai. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức tăng bảo. Tăng bảo gồm hai bậc: Thánh Tăng và Phàm Tăng. Các ngài là mô phạm nguồn sanh, là phước điền của chư thiên và dân loại. Do phước báo tán dương ân đức tam bảo, kính cầu mong chư tôn đức pháp thể căn ngang, kính chúc quý cô nữ và quý phật tử tu an vui, tu tập tạo được nhiều thịnh sự trong đời sống, hướng đến giải thoát trong ngày vị lai. Nam mô Bụt Tha Giá. Thì hôm nay chúng ta học ba đoạn, nó có tựa là sanh nhân. Thì nó chỉ khác cái ý của cái câu câu cuối cùng thôi. Ở đây sanh nhân là cái những cái nhân mà nó dẫn dắt chúng sanh đi tái sanh. Thì nhân thì quý vị biết rằng quý vị học gì dự pháp thì nó có sáu cái nhân: tham, sân, si, rồi vô tham, vô sân và vô si. Còn lại có những cái loại tâm gọi là tâm vô nhân. Tâm vô nhân là nó không có những cái nhân này, những cái tâm đó nó làm việc một cách máy móc, nó hoàn toàn không có nhân. Đó là mình hiểu về cái sanh nhân. Thì thường thường nếu mà những chúng sanh phàm nhân không có hiểu biết thì thường sống theo bản năng, thì sống với những cái tâm bất thiện. Thì khi mà những cái thực hành nhiều những cái bất thiện pháp thì đây là những cái nhân nó đưa chúng sanh rơi vào những cái khổ cảnh, những cái cảnh giới không có tốt đẹp, đầy rẫy những cái khổ đau. Còn nếu mà những chúng sanh có sự hiểu biết, có trí tuệ thì thực hành lần hồi diệt trừ tất cả những cái bất thiện, thực hành thật nhiều những cái thiện pháp, thì những cái nhân vô tham, vô sân, vô si thì sẽ đưa chúng sanh tái sanh đến những cái cảnh giới tương đối an ổn, tốt đẹp. Rồi khi mà chúng ta nỗ lực thực hành tròn đủ các pháp độ, đi đúng trên cái con đường giới định tuệ, thực hành tròn đủ bát chánh đạo,
Thì những chúng sanh này sẽ đi đến những cái thánh đạo, thánh quả, hữu học và tiến đến thánh đạo, thánh quả, vô lậu. Thì những chúng sanh này đó sẽ diệt trừ những cái sanh nhân, những cái mầm mống của dẫn dắt đi tái sanh luân hồi. Do đó mà các bậc thánh lậu tận đó đã diệt trừ tất cả những cái mầm mống dẫn dắt đi tái sanh, thì các ngài vô dư niết bàn, chấm dứt cái sanh tử luân hồi. Cho nên quý vị thấy rằng đó, chúng sanh thì tái sanh trong nhiều cõi của phàm nhân. Rồi nếu mà những cái chúng sanh đó, mà biết sự tu tập, nếu mà tu thiền định thì sẽ sanh đến những cái cõi mà tương ứng với những cái tầng thiền mà mình đã chứng đắc. Rồi nếu mà những cái vị mà thánh hữu học thì các vị này không còn tái sanh ở trong những cái khổ cảnh vì những cái mầm mống tham sân si được các vị này đã diệt trừ rồi. Cho nên là các vị này sẽ sanh đến những cái cõi cõi lành, cõi an vui và nỗ lực tiếp tục tu tập thì sẽ đi đến cái tầng thánh thứ tư, tức là lậu tận, thì sẽ chấm dứt sanh tử luân hồi. Thì chúng ta hiểu cái ý nghĩa cái chữ sanh nhân là nó như vậy đó, là nó cái nguyên nhân nó dẫn dắt chúng sanh đi đi tái sanh. Thì có gồm có những cái cõi cõi khổ hoặc các cái cõi vui, cho đến khi nào mà chúng ta tu tập đoạn trừ những cái nhân dẫn dắt đi sanh vào cõi khổ, thì chúng ta tái sanh đến những cái cảnh giới tương đối tốt đẹp, an vui và nỗ lực tu tập, chúng ta diệt trừ tất cả những cái nhân để đưa chúng sanh trâu lăn trong sanh tử luân hồi, thì chúng ta sẽ đạt đến cảnh giới chấm dứt hoàn toàn sự tái sanh. Thì đó là giải thích về cái nhân. Rồi ái dục sanh thành người, chính tâm luôn vong rủi, chúng sanh chịu luân hồi, đau khổ người sợ hãi. Cái đoạn thứ năm. Thì cái đoạn thứ năm và cái đoạn thứ sáu thì chúng sanh chịu luân hồi vì khổ không giải thoát. Thì ở đây đó là Đức Phật đề cập đến gì? Khi mà chúng sanh á vì si mê lầm lạc thực hành nhiều những cái ác bất thiện pháp, cho nên á chúng sanh rơi vào những cái hoàn cảnh khổ đau. Thì khi mà rơi vào cái hoàn cảnh khổ đau đó thì mình sợ hãi, mình sợ hãi, mình than gian buồn rầu khóc lóc uất ức khóc than. Nhưng mà sao? Nhưng mà mình cứ quẩn quanh trong đó, mình không có chịu tìm hiểu, mình không học hỏi, cho nên là sao? Mình bị trói buộc trong đó mà không có giải thoát. Rồi đoạn thứ bảy là chúng sanh chịu luân hồi, chính nghiệp người nương tựa. Cho nên á, nếu mà khi mà chúng ta hiểu biết á, thì sao? Chính những cái nhân, những cái nhân mà chúng ta tạo trữ, nó trở thành nghiệp lực, nó có năng lực để mà dẫn dắt chúng sanh đi đến những cái
cõi mà tương ứng với cái nghiệp mà mình đã tạo. À, cho nên là Đức Phật nói cái nghiệp mà những cái nghiệp mà chúng sanh tạo trữ nó sẽ đi theo ta như bóng không rời hình. Thì nghiệp thì quý vị biết có hai loại nghiệp, như sư nói hồi nãy đã nói ở phần đầu đó, thì những cái nghiệp bất thiện là tham sân si, rồi nghiệp thiện là vô tham vô sân vô si đó. Thì khi mà những chúng sanh đó biết tạo trữ những cái nghiệp này thì sẽ đi đến những cái cảnh giới tương ứng với những cái nghiệp mình đã tạo. Mà thường thường cái chúng sanh phàm nhân thì lúc đầu thì tạo cái bất thiện nhiều, nhưng mà đến một lúc nhờ mình hiểu biết mình làm gieo trồng những cái chủng tử tốt đẹp thì sao, thì cái nghiệp của mình á nó được pha trộn. Hồi đó đó là mình hành những cái nghiệp xấu, những cái nghiệp đen, nghiệp đen thì quả nó đen thui, đi tới những cái cảnh giới khổ đau, làm những cái, nếu mà tái sanh làm những chúng sanh là không có được tốt đẹp, những cái chúng sanh trong cái cõi thấp thỏi. Còn nếu mà được làm người thì cũng không có mấy gì tốt đẹp. Rồi nếu mà mình biết mình tạo trữ những cái nhân thiện, những cái nhân lành thì nó pha trộn. Bây giờ hồi đó là mình đen thui, nhưng mà bây giờ mình có pha chút trắng vô, cho nên là nó lẫn lộn, có trắng có đen, có trắng có đen. Thành ra có những lúc là mình cũng cũng khổ đau, nhưng mà có thỉnh thoảng cũng có lúc là mình cũng được tương đối an vui. Rồi nếu mà những chúng sanh khi mà hiểu biết, cố gắng nỗ lực tạo trữ các công đức, thì càng tạo trữ nhiều những cái công đức thì sao, cái trắng nó sẽ nhiều lên, thì cái đen nó giảm thiểu. Mà khi mà chúng ta càng tạo trữ nhiều những cái công đức phước báo này thì chúng ta sẽ có một cái đời sống an vui hạnh phúc. Nhưng mà đó, khi mà chúng ta không có tìm hiểu, không có sự học hỏi thì sao, thì chúng ta khi mà được an ổn sao, cái tâm mình nó đắm nhiễm, nó dính mắc vào trong cái tốt đẹp hạnh phúc, có sanh ra những cái dòng tộc cao quý, rồi có địa vị, có tài sản kia thì sao, bắt đầu cái tâm cống cao ngã mạn, rồi là phiền não nó phát sanh. Thành ra đó chúng ta bị trói buộc trong cái dòng sanh tử luân hồi mà không có thể giải thoát. Có cái câu chuyện mà khi mà có một lần Đức Thế Tôn đi trị bệnh thất thực thì gặp một cái con heo nhỏ ở bên đường. Đức Thế Tôn mới mỉm cười. Thì ngài khi mà thấy Đức Thế Tôn mỉm cười là ngài Ananda biết có cái nguyên nhân. Cho nên là buổi chiều thì ngài Ananda mới bạch Đức Thế Tôn, buổi sáng khi Đức Thế Tôn đi trì bình thất thực thì có nguyên nhân gì mà Đức Thế Tôn mỉm cười. Tiểu Phật mới nói là cái con lúc đó ngài nhìn thấy cái con heo nhỏ bên đường. Cái con heo này đó là nó trải qua rất
là nhiều đời nhiều kiếp. À, rồi nó làm súc sanh cũng có, làm người cũng có, làm chư thiên cũng có. À, rồi bị đọa lạc làm súc sanh trở lại. Thì Đức Thế Tôn mới kể là những kiếp xa xưa thì cái con heo này khi mà được sanh làm người thì tu tập quán về cái bất tịnh. À, một lần đó cái vị này đi vào hố xí, à, giải quyết cái vấn đề đó, thì khi mà thấy những cái con dòi ở trong cái hố xí, à, vị này mới khởi lên cái tâm quán xét cái về cái sự ô trược của cái thân ngũ quấn này, à, quán xét về những cái vật bất tịnh, à, thì nhờ vậy đó mà chứng đắc được những cái tầng thiền. Những tầng thiền thì sau khi thân huệ mạng chung á, thì sanh làm cõi chư thiên. Rồi sau khi mà từ cõi chư thiên xuống tái sanh lại làm người á, thì sanh trong cái dòng tộc cao quý. Nhưng mà khi mà sanh vô cái dòng tộc cao quý rồi, tánh tống cao ngã mạng, hà hiếp những người thế cô, rồi làm những cái điều phi pháp, thì hết kiếp đó từ cái cõi trời xuống làm người, làm người xong phải đọa vào cái cõi khổ, cõi khổ xong rồi cái bắt đầu hết ở trong cõi khổ, bắt đầu tái sanh lại, thì cái người này biết có sự cố gắng nỗ lực tu tập cái tái sanh lại làm chư thiên xong rồi tái sanh lại làm người. Làm người cũng vậy, cũng tống cao ngã mạn tham sân si phát sanh, đau đầu ghê, tái sanh lại ở cõi khổ làm súc sanh, làm con heo. Thành ra quý vị thấy, quý vị cũng từng nghe nói là ngũ ma, thì trong cái ngũ ma này đó nó cũng có một cái loại ma đó là gọi là pháp hành ma dương. Thì bây giờ sư xin giải thích về cái ngũ ma để mà quý vị nào mà chưa có biết đó, thì sẽ có cái sự hiểu biết. Còn nếu mà quý vị đã có nghe rồi thì hãy nghe lại để mà mình nhớ rõ hơn. Thì Đức Phật dạy là trong cái đời sống chúng ta đó có năm cái thứ ma, hay là người ta còn gọi là ngũ quẩn, ngũ ma. Thì cái ma thứ nhất nó là phiền não ma. Phiền não ma ở đây là nó là những cái tâm bất thiện. Thì những cái tâm bất thiện này thường thường là nó tạo cái gì? Nó tạo cái chướng ngại, nó cản trở các cái thiện nghiệp trong cái đời sống, nó trói buộc mình ở trong những cái pháp bất thiện. Cho nên là trong đời sống có nhiều khi mình quan sát ngay chính bản thân mình rồi mình sẽ thấy có những lúc thì mình cũng muốn làm thiện, nhưng mà sao cái phiền não ma này nè, tức là những cái nghiệp bất thiện nó tạo những cái chướng ngại, nó lôi cuốn mình, nó không cho mình làm những cái điều lành, những cái điều thiện. Cho nên là sao? Đúng rồi đó, mình nghe hoài mà mình không hiểu tại sao. Tại vì cái phiền não ma, cái chướng ngại của mình nó còn nặng. Thì bây giờ mình phải nghe nhiều, mình phải cố gắng mình nghe nhiều, rồi ghi nhớ cho nhiều, học cho nhiều, thì lúc đó mình sẽ vượt qua được những cái phiền não ma, những cái chướng ngại ở trong đời sống. Rồi
Cái ma thứ hai là gì? Là ngũ uẩn ma. À, một là phiền não ma, tức là những cái phiền não à, nó tạo chướng ngại trong đời sống ha. Rồi nhớ vậy. Rồi ma thứ hai là gì? Ngũ uẩn ma. Ngũ uẩn ma ở đây sao, tại sao mà gọi là nó là ma? Tại vì quý vị thấy rằng á, cái thân ngũ uẩn này á, nó luôn luôn là biến hoại, nó thay đổi. À, nó chịu sự tác động của cái định lực nghiệp báo. À, cho nên á, cái thân ngũ uẩn này á, nó phải bị sự bức bách của các cái loại nghiệp. À, nếu mà chúng ta tạo trữ những cái việc làm nhiều à, thì những người này sẽ có cái dung sắc dễ nhìn à, thiểu bệnh à, kinh an. Còn nếu mà những chúng sanh mà quá khứ mà tạo trữ nhiều những cái bất thiện ấy, thì sao? Cái dung sắc nó khó nhìn, à, nó bị sức mẻ à, nó khiếm khuyết à, rồi bị bệnh tật à, nhiều đó. Cho nên là cái khổ đau ở trên cái thân ngũ uẩn này đó, nó cũng là một cái chướng ngại à, mình muốn tu mà giờ nó đau, nó tê, nó nhức quá à, bệnh tật hoài à, thì cũng khó mà tu không? Đó. Rồi mình muốn tu nhưng mà do cái chướng nghiệp sanh ra ngũ căn không đầy đủ ha. À, cho nên là bây giờ mình muốn tu cũng khó à, thành ra đó nó cũng là một cái chướng ngại à, cho nên là gọi là ngũ uẩn ma vương. Rồi cái thứ ba đó là pháp hành ma vương là gì? Là vì chúng sanh á, khi mà tạo tác những cái bất thiện thì rơi vào cảnh giới khổ đau à, khóc lóc buồn rầu à, nhưng mà nếu mà may mắn à, tạo được trữ những cái công đức thiện lành á, thì tái sanh lên có được một chút an vui, có một chút là lợi lạc á, thì sao? Mày đắm nhiễm vô những cái pháp đó à, rồi sanh tâm cống cao ngã mạn à, đó rồi sao lại tạo những cái ác nghiệp. Thì giống như cái trường hợp mà cái trường hợp mà hồi nãy mà Đức Phật nói về cái con heo nhỏ đó. Cho nên á là chúng ta muốn giải thoát đó, thì Đức Phật nói rằng à, mình thực hành thật nhiều những cái thiện pháp à, nhưng chúng ta không có dính mắc à, thành ra đó pháp đen phải từ bỏ rồi mà pháp trắng đó, đến lúc cũng phải từ bỏ nữa à. Lúc đầu á là mình đầy rẫy phiền não tham sân si à, nhưng mà nhờ cái khi mà mình có sự học hỏi hiểu biết rồi đó, mình làm những cái điều thiện à, mình làm những điều thiện. Nhưng mà nếu mà chúng ta không có trí tuệ à, chúng ta dính mắc với cái các cái pháp thiện này đó, thì nó cũng là một cái sợi dây để trói buộc chúng ta à, trong cái guồng máy sanh tử luân hồi à. Chỉ khi nào chúng ta biết, chúng ta làm những cái điều thiện này đó với mục đích là để từ bỏ à, chúng ta bố thí là để diệt cái tâm tham à, chứ chúng ta không phải bố thí vì mong mỏi được giàu sang phú quý à, chúng ta thực hành các cái thiện pháp à, để dung bồi trí tuệ, dung bồi trí tuệ để mà chúng ta vượt thoát ra, diệt trừ tất cả vô minh phiền não để chúng ta thoát ra ngoài à, chấm dứt sanh tử luân hồi, chứ không phải chúng ta à, dung bồi trí tuệ à, để chúng ta là người tài giỏi à, có phước trí nhiều
Rồi chúng ta tự đắc khoe khoang. Cho nên á, là cái có một cái ví dụ giống như hồi mà mình chưa có hiểu biết Phật pháp ấy, thì sao mình vác một cái bao á, cái bao đất, bao đá không tại vì mình làm những cái điều bất thiện, giống như là đất đá mình vác cái bao, nặng quá nặng, khổ quá khổ, đi trên cái giữa sa mạc mà vác cái bao một con nặng như vậy đó. Rồi cái đến lúc mình hiểu biết, mình hiểu biết mình gặp được những cái ngọc ngà tốt đẹp á, cái mình quăng đất, mình quăng bao đất đi, bao đá đi, mình hốt hốt ngọc ngà đồ này kia nọ vô cái bao, rồi cái mình vác đi, thấy không? Khi mà chúng ta thực hành những cái pháp mà bất thiện á, thì giống như là mình vác cái bao đất, bao đá vậy đó. Rồi chúng ta qua thực hành cái pháp thiện, nhưng mà mình cũng cũng chưa có hiểu biết, mình đắm nhiễm trong cái tài tình danh lợi này, thì cũng giống như mình vác cái bao mà ngọc ngà vậy đó. Thì khi mà mình vác cái bao mà cái bao đá, bao đất á, nó nặng bao nhiêu á, thì khi mà mình vác cái bao ngọc ngà nó cũng nặng bấy nhiêu. Với cái tâm mà phiền não chấp thủ thì nó vẫn giống nhau, mặc dù là cái chất lượng á, cái chất liệu á, cái ngọc ngà thì nó tốt hơn là cái đất đá, nhưng mà cái sức nặng thì nó vẫn giống nhau. Ví dụ như bây giờ quý vị vác một cái bao đá đó 50 kg, tự vị mà vác cái bao ngọc á 50 kg, thì khi mà mình vác cái bao ngọc á thì cái tâm mình vui mừng thích thú, trời ơi tôi có nguyên một cái bao ngọc nè, xài cho nó đã, không? Đó là cũng cái tâm phiền não. Còn mà hồi nãy mà vác cái bao đá đó, thì trời ơi đá gì đâu mà nó nặng quá nặng quá nặng quá, nó cũng là phiền não. Cho nên khi nào mà chúng ta hiểu biết đất đá này nó cũng nặng, mà ngọc ngà này cũng nặng, tại sao mình ngu quá mình cứ vác nặng hoài, bây giờ quăng hết, đất đá cũng quăng mà ngọc ngà cũng quăng, quăng đây chúng ta tạo trữ những cái pháp độ, những cái thiện pháp nè, nhằm đi đến cái sự giải thoát, chứ không phải mình dính mắc vào cái ngọc ngà, dính mắc vào các cái pháp thiện đó. Thành ra đó, cái pháp hành ma dương ở đây để chúng ta biết là chúng ta thoát ra. Thành ra Đức Phật nói chánh pháp đến lúc còn phải bỏ, nói gì là phi pháp. Khi mà chúng ta khổ đau, chúng ta hiểu biết, chúng ta tạo trữ những cái công đức, giống như là chúng ta dùng những cái chất liệu là gỗ, là tre, cỏ khô rồi đó, mình kết thành chiếc bè. Chiếc bè hồi đó giờ mình khổ đau ở cái bờ bên này, bây giờ mình dùng những cái pháp thiện lành làm chiếc bè để mà chúng ta vượt qua đến bờ bên kia. Nhưng mà khi mà mình vượt qua tới cái bờ bên kia rồi đó, thì mình phải bỏ lại cái chiếc bè đi, đó thì mình mới giải thoát. Chứ còn bây giờ mình cực khổ, mình kiếm tre, kiếm gỗ kia nọ, mình kết thành chiếc bè, rồi cái bắt đầu qua tới bên kia, nó trời ơi công kỹ rồi mình làm cái chiếc bè này, mà bây giờ bỏ uổng quá, mình không chịu bỏ, mình còn dính mắc chiếc bè thì sao?
thì mình còn ở lại trên cái dòng sông chứ mình chưa có lên bờ. Chừng nào mình thấy cái tai hại à, bây giờ có chiếc bè mình nó an ổn chút, nhưng mà ở dưới sông này cũng còn đầy rẫy những cái nguy hiểm tai hại à, cá sấu rồi nước sói rồi gì đó à, mình ghê sợ à, mình từ bỏ cái chiếc bè để mình nhảy lên trên bờ à, qua tới bờ bên kia, thì lúc đó đó mình mới được an toàn à. Thành ra đó à, Đức Phật mới dạy sao pháp đôi lúc cái chánh pháp còn cái bỏ, nói gì là phi pháp à, cho nên chúng ta phải hiểu cái này. Khi mà chúng ta thực hành à, bất thiện đem đến các tai hại à, chúng ta khổ đau, rồi chúng ta thực hành thật nhiều những cái thiện pháp, mà nếu mà chúng ta thực hành với cái tâm mà dính mắc à, cầu mong thì sao à, cái pháp này, những cái pháp thiện này nó cũng trói buộc mình trong cái dòng sanh tử luân hồi à, trong vòng quay của khổ đau à. Cho nên mà chúng ta hiểu biết như vậy đó, chúng ta làm với cái tâm là coi như là buông bỏ à, không dính mắc, không cầu mong gì hết à, lúc đầu mình cầu mong giải thoát, nhưng mà đến một lúc đó, mình cũng không có cầu mong giải thoát luôn. Cái giải thoát là mình thực hành à, tròn đủ rồi cái quả nó sẽ tự động nó tới, nếu chứ còn mà mình đừng cầu mong. À, khi mà mình còn cầu mong là còn còn dính mắc, mà còn dính mắc là còn cột trói à, tại giờ mình muốn giải thoát thì tự động mình buông bỏ hết, cho đến cái muốn giải thoát cũng cũng buông bỏ luôn à, ráng nỗ lực thực hành đi à, thì à, đến lúc mà cái đầy đủ rồi á, thì nó sẽ đến. Đừng cầu mong à, lúc đầu mình phải cũng phải có cái hoài bão à, để mình thực hành, nhưng mà đến một lúc đó mình cũng sẽ từ bỏ luôn, không cầu mong gì hết à, thì lúc đó mình mới thật sự là buông bỏ giải thoát à, thành ra chúng ta cứ lăng xăng đi tìm niết bàn à, mà muốn muốn tìm kiếm niết bàn đó là cái tâm phiền não, làm sao mà thấy được, đúng không? Tại vì phiền não á, nó là bất thiện à, mà khi mà bất thiện nó còn ở trong tâm chúng ta á, dù nó nhỏ như là một cái hạt bụi à, nhưng mà nó cũng là cái phiền não, thì chúng ta sẽ không thấy được cái niết bàn. Tại vì niết bàn nó là trong sạch à, hoàn toàn trong sạch, không còn một một chút phiền não nào như là hạt bụi, nó hoàn toàn nguội lạnh à, không còn cái nhiệt não à. Cho nên là chúng ta cứ lăng xăng mong cầu đi tìm niết bàn thì làm sao mà gặp. Chừng nào mà mình buông bỏ, mình không cầu mong vậy, không dính mắc với bất cứ một pháp nào à, bổn phận của chúng ta thực hành là chúng ta thực hành à, đừng cầu mong được dính mắc với bất cứ vào một cái gì hết à, thì lúc đó đó à, chúng ta sẽ được giải thoát à. Còn mà mình còn một chút dính mắc nào, một chút cầu mong nào, nó cũng là một cái triền phược à, nó là phiền não, nó cũng là còn cái sự trói buộc à. Quý vị thấy rằng à, cái vị thánh hữu học mặc dù đã diệt trừ được cái tham sân ở dạng thô à, nhưng mà cái dạng vi tế vẫn còn vướng mắc, cho nên là chưa đạt đến cái tận cùng. Còn cái vị thánh A La Hán á, tầng thánh thứ tư đó, tứ đạo tứ quả, thì sao? Việc này, vị này đã diệt tất, hoàn toàn tất cả những cái phiền não từ thô cho tới tế,
cho đến những cái thượng phần kiết sử cũng đoạn trừ tất cả hết. Cho nên cái vị này mới gọi là lậu tận, tức là những cái phiền não lậu hoặc đó đã tận trừ một cách triệt để, không còn dư sót. Còn cái vị thánh mà hữu học á, ở cao nhất là bậc A-la-hàm á, mặc dù cái thô đã diệt rồi nhưng mà cái vi tế nó cũng còn cho nên là đã chưa hoàn toàn giải thoát đó. Thành ra chúng ta hiểu biết như vậy để mà trong cái sự thực hành của mình chúng ta nỗ lực thực hành để đi đến cái sự tận trừ giải thoát. Chứ còn nếu mà chúng ta vì ghê sợ cái bất thiện, chúng ta hành các cái pháp thiện nhưng mà thực hành với cái cầu mong dính mắc thì nó sẽ còn quay trong danh trong sanh tử luân hồi. Cho nên chúng ta phải biết là cái pháp hành ma vương á, là chúng ta phải thoát ra tất cả bất thiện thì mình phải thoát ra rồi, nhưng mà ngay cả những cái pháp thiện mình cũng không có dính mắc thì chúng ta sẽ đi đến giải thoát. Cái ma thứ tư là thiên ma. Thiên ma là cái vị chư thiên cai quản ở cõi trời dục giới, gọi là chư thiên ma vương. Thì chính những cái thiền não này nè, nó cản trở, nó lôi cuốn chúng ta, không có cho chúng ta giải thoát. Rồi cái thứ năm là tử thần ma. Tử thần ma đó là cái sự chết. Tại vì cái tử thần ma này đó, cái chết thì sao? Nó có cái năng lực là cắt đứt cái mạng sống để chuyển từ một cái kiếp hiện tại sang một cái kiếp khác. Mà cái tử thần ma này đó là nó là, quý vị thấy không, là nó không có tha một ai hết, từ phàm nhân cho đến thánh hữu học, hay là cho đến các vị a la hán, ai cũng đến lúc mà phải chấm dứt cái đời sống. Cho nên đối với các cái vị mà thánh a la hán thì sao, các ngài đã diệt trừ được phiền não ma này, pháp hành ma này, thiên ma này, nhưng mà còn cái ngũ uẩn ma với lại cái tử thần ma, thì đến khi mà vô dư niết bàn thì mới chấm dứt được ngũ uẩn ma. Thì quý vị thấy rằng các cái vị thánh a la hán cũng còn phải chịu nhiều sự khổ đau của cái thân ngũ uẩn. Mặc dù cái phiền não ở trong nội tâm á, thì đã diệt trừ hết rồi. Mặc dù cái trong tâm các ngài đó, đối với những cái cảm thọ khổ đau thì các ngài không còn xao động nữa. Nhưng mà bệnh tật ở trên cái xác, trên cái thân thì nó vẫn diễn ra. Rồi sao? Rồi cái chết. Đến lúc mà cái tuổi thọ chấm dứt thì các ngài cũng phải rời bỏ cái thân ngũ uẩn này để mà vô dư niết bàn. Cho nên chúng ta thấy rằng năm cái loại ma này rất là ghê gớm, nó bủa vây chúng ta trong cái đời sống. Ngày nào mà chúng ta còn ở trong thế gian này là chúng ta còn phải chịu cái sự chi phối của năm cái loại ma này, cho đến khi nào mà vô dư niết bàn thì chúng ta mới hoàn toàn thoát khỏi cái ngũ ma. Cho nên là chúng ta biết để mà chúng ta cố gắng nỗ lực để mà tạo trữ thật nhiều
những cái pháp độ, những cái pháp thiện lành. Nhưng mà chúng ta tạo những cái thiện lành, nó là nhân, là duyên để đưa chúng ta giải thoát, chứ không nên tạo những cái pháp thiện lành này mà dính mắc. Rồi chúng ta phải còn trôi lăn, cứ rơi vào khổ đau. Khổ đau là được an vui, an vui cái bắt đầu mình mê đắm trong cái lợi lạc an vui đó, cái mình quên đi, mình không chịu tiếp tục tu nữa, thì bắt đầu là sao, là mình sẽ rơi vào khổ đau nữa. Đó, cho nên cái vòng quay này chúng ta phải hiểu biết để mà chúng ta làm đoạn trừ nó, đoạn trừ từ thấp đến cao, thì chúng ta mới giải thoát được. Còn không á là chúng ta cứ dần xoay. Đó, cho nên á ở đây cái Đức Phật giải về cái nhân, cái nhân mà sanh đau khổ sợ hãi nè, rồi cái nhân mà nó trói buộc mà không có thể giải thoát. Rồi cái nhân là đâu, là chính cái nghiệp. Cho nên quý vị thấy rằng câu pháp của kinh số 1, số 2 là nói về Đức Phật giải thích cái nghiệp mình, cái nghiệp trắng hay là nghiệp đen gì đó. Mà khi mà chúng ta còn tạo nghiệp thì chúng ta còn phải tái sanh. Chỉ khi nào chúng ta hiểu biết đoạn trừ tất cả những cái nguyên nhân để dẫn dắt tái sanh thì chúng ta sẽ thoát khỏi khổ đau. Mặc dù cái vị thánh hữu học đã đoạn trừ hết tất cả những cái mầm mống sanh khổ đau, nhưng mà còn những cái nhân mà tái sanh trong thế gian, cho đến khi nào mà cái vị thánh hữu học này đó đoạn trừ hết, đạt đến thánh đạo A La Hán, thì lúc đó đó tất cả những cái mầm mống, những cái nhân mà dẫn dắt tái sanh trong thế gian này chấm dứt, thì lúc đó đó mới hoàn toàn thoát ra khỏi vòng quay của sanh tử luân hồi. Thì chúng ta hiểu biết như vậy, chúng ta ráng cố gắng nỗ lực tạo trữ trong cái đời sống hiện tại này để chúng ta giảm thiểu những cái khổ đau. Nhớ chúng ta vác cái bào đá, bào đất nặng bao nhiêu, thì bây giờ mình vác cái bào ngọc, bào kim cương, bào vàng thì nó cũng nặng lắm. Cho nên khi nào mà bao đất mình cũng quăng, bao vàng, bao kim cương thì mình cũng quăng, thì lúc đó mình mới nhẹ nhàng, mới giải thoát. Thì cũng xin chia sẻ với quý vị đôi điều qua những cái sự tìm hiểu của các bậc trưởng lão đã giảng dạy, và trong những cái phần chú giải cũng có chút ít hiểu biết để chia sẻ với quý vị về cái lời dạy của Đức Phật trong ba cái đoạn mà nói về cái nguyên nhân dẫn dắt chúng sanh đi tái sanh. Với phước báo này kính cầu mong chư Tôn Đức Pháp Thể Khai Ngang, kính chúc quý tu nữ và quý Phật tử có thêm được những cái hiểu biết về cái nhân để dẫn dắt chúng sanh đi tái sanh trong 31 cõi ở thế gian. Rồi chúng ta cố gắng nỗ lực tu tập, tìm hiểu, rồi chúng ta cố gắng thực hành để lần hồi. Mỗi ngày mình thực hành một pháp, mỗi ngày mình thực hành một pháp để giảm thiểu những cái phiền não khổ đau, thì mình giải thoát được một chút. Nhưng mà giải thoát có chút xíu nhưng mà cũng ráng mình giải thoát được
một phút, hai phút, ba phút là mình cũng ráng mừng rồi, thấy không? Mình giải thoát ra khỏi cái sự khổ đau một phút, hai phút là cũng cũng còn quý hơn nữa là trọn một ngày mà mình không có giải thoát được chút nào. À, mình khi mà mình lễ bái Tam Bảo nè, mình hành thiền nè, mình niệm tâm từ rồi này, cái nọ nè, là mình giải thoát, giải thoát có chút đó thôi, năm ba phút đó thôi. À, rồi sao? Rồi cái bắt đầu chướng ngại phiền não rồi đó, nó bủa vây nữa. À, nhưng mà mình biết cứ mỗi ngày mình ráng, mỗi ngày mình ráng mình thoát ra cái mãnh lực, cái sự trói buộc của nó một chút, mỗi ngày một chút, mỗi ngày một chút, mỗi ngày một chút, mỗi ngày mình cắt đứt cái phiền não một chút, thì chị mình sẽ được an ổn một chút. Ráng cố gắng nỗ lực, khi nào mình cắt được ba sợi, ba sợi lúc đó là mình đạt đến sơ đạo sơ quả rồi. Đó là lúc đó mình mừng đi, rồi lần hồi thì mình sẽ diệt trừ tất cả những cái phiền não để chúng ta đạt đến cái sự giải thoát. Thì cầu mong tất cả quý vị luôn luôn có sức khỏe, có niềm tin và nỗ lực tinh tấn thực hành theo lời dạy của Đức Phật, thì sẽ được an ổn trong đời sống hiện tại, và nhất là hướng đến giải thoát, chấm dứt sanh tử trong luân hồi trong những kiếp tương lai. Cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Bây giờ thì xin cung thỉnh chư công đức cũng như mời tất cả quý vị cùng thảo luận về cái đề tài, cái bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, bây giờ xin mời đạo tràng. Sa thú lành thai. Con xin thay mặt đại chúng đông đông thành kính đảnh lễ tri ân Thượng tọa Pháp Thành đã từ bi giảng dạy ba bài học ngày hôm nay. Dạ, sanh nhân rất là hoan hỷ khi nghe được sư giảng dạy. Dạ, con cũng xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh sư trung tâm tích nước ở tỉnh Thất Thiện Hữu ạ. Dạ, cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, Nam Mô Bích Hai giá. Nguyên tịnh ơi, Nhật Quỳnh thấy nguyên tịnh là xa thú mà nhiều lắm. Bây giờ Nhật Quỳnh mời nguyên tịnh đi lên đặt câu hỏi đầu tiên, có gì thắc mắc chưa hiểu biết để tu tập thì kính mời nha. Để hình nguyên tịnh khuya quá rồi, rồi mời nguyên tịnh nha. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sẵn Ca Dạ. Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng, con thành kính đảnh lễ ngài Trí Đức, con thành kính đảnh lễ Thượng tọa Pháp Thanh, con kính lễ quý bà quý cô tu nữ, con kính chào quý đạo hữu, con kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Dạ, dạ con kính tri ân đạo tràng cho con biết âm thanh rõ. Dạ, xa thú xa thú xa thú. Dạ, con nghe được bài pháp của sơ con rất là hoan hỷ, rất là khó, nhưng mà chúng con sẽ cố gắng bỏ từng chút từng chút từng chút một, cố gắng vun đắp từng chút một cái phước báo. Thượng tọa giảng cách cho chúng con thực hành từng ly từng tí. Con có con còn thắc mắc một điều á, là cho con xin lại sự thư sư là khi mà sau khi lúc mà tụi con ngồi thiền hay là tụi con tụng kinh thì hay làm tất cả những cái phước báo gì thì chúng con không cần phải nguyện nữa, phải không thưa sư? Như thế giờ con có thể là hồi hướng xong rồi, nhưng mà có thể là nguyện là xin do nhờ oai lực
và giải thoát, thì con xin Ngài khai thị thêm cái chỗ điểm này để cho con thông thêm được nữa. Và để con hơi thắc mắc một chút á, là như vậy thì mình không cần phải nguyện, cứ hành thiền, khi mà hành thiền Vipassana, hành minh sát, hay là luôn giữ những cái chánh niệm, thì những cái này tự động sẽ dẫn dắt mình đi đến con đường giải thoát. Cái mục đích thì vẫn biết là những cái phước báo này giàu sang, mà những cái phước báo này là muốn để bồi đắp trên con đường tu tập, để hướng đến con đường giải thoát. Thì khi mà trong tâm chỉ nghĩ như vậy thôi, thì sau khi mà tất làm tất cả những việc gì hay là ngồi thiền gì đó, thì chúng con không cần phải nguyện, phải không thưa sư? Con kính thỉnh sư giảng giải thêm chỗ này cho con được rõ thưa sư. Con kính dân mít tính sư. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Ma Giá, Nam mô Sang Ca Giá, và kính đảnh lễ chư tôn đức, hẹn chào tất cả quý tu nữ và quý Phật tử. Cái nguyện của mình đó là gì? Cái hoài bão, cái mong muốn. Mặc dù cái hoài bão mong muốn giải thoát là cái pháp nó thiện, nhưng mà nếu mà lúc đầu á mà chúng ta không có cái mong muốn, cái hoài bão cho nó thật mạnh á, thì nó không có đủ cái năng lực. Cho nên á, lúc đầu á, mình cũng phải cần có một cái mong cầu, mà ở đây là gọi là bất thiện mà trợ cho thiện. Đó. Chứ còn nếu mà lúc đầu mà cái tâm mình nó chưa đủ sức mạnh mà chúng ta không có cái chí nguyện mạnh mẽ đó, thì chúng ta không thể vượt qua tất cả những cái chướng ngại. Cho nên là lúc đầu á, chúng ta phải có đầy đủ tính tấn niệm định tuệ. Nó là cái sức mạnh, nó là cái lực, ngũ lực đó. Đó thì nếu mà chúng ta không có chí nguyện á, không có đủ cái lực đó, thì làm sao mình thoát qua được. Ví dụ như bây giờ nè, chúng ta thấy tại sao mà những cái quả tiễn, những cái tên lửa đó, nó có thể nó đưa các cái dụng cụ, đưa những con người mà ra khỏi cái lực hút của quả địa cầu này. Nó phải có một cái lực thật là mạnh. Ví dụ như một cái vật nó có 1 kg thôi, nhưng mà cái lực đó để mà đưa cái vật này đó phải nhiều hơn gấp nhiều lần, là phải từ cái lực đó nó phải 10 tới 100, 1000 lần nó mới đưa cái vật này thoát khỏi cái lực hút của cái quả địa cầu này, nó mới thoát ra cái vùng mà coi như là không trọng lực. Thành ra đó, lúc đầu mình phải nhờ cái nguyện lực này nó mạnh. Nếu quý vị thấy rằng trong nhiều kiếp sống Bồ Tát cũng phải nguyện, nguyện là đi đến nơi giải thoát, chỉ chăm chú vô một cái nguyện này thôi. Thì như vậy á, nó trở thành một cái mãnh lực, chính cái mãnh lực này nó mới dẫn dắt. Thành ra mới nói là chí nguyện dẫn dắt người đi. Nếu mình á không có cái pháp dục, cái chí nguyện mà mạnh mẽ đó, thì mình không đủ sức, mình không đủ sức để vượt thoát được cái lực mà lôi cuốn của phiền não, của ngũ trần, của bất thiện. Cho nên là lúc đầu mình phải nguyện, cho đến khi nào mà
mà đạt đến cái tứ đạo tứ quả thì lúc đó mới hết nguyện, không? À, bây giờ á mình bệnh nhiều thì phải uống thuốc nhiều, à mà khi mà mình giảm thiểu thì mình uống thuốc ít ít lại chút, mà tới chừng nào mình hết bệnh thì mà không uống thuốc nữa. À, thành ra đó chúng ta cũng có nguyện, nhưng mà để nguyện đi đến cái chỗ mà chấm dứt sanh tử luân hồi, đến giải thoát, à là như vậy đó. À, đó, thành ra đó khi mà còn phàm nhân hay là hoặc thánh hữu học, à chúng ta còn phải có hướng đến, à hướng đến giống như cái người học trò đó. Bây giờ hồi đó mình học tiểu học thì sao, mình phải hướng đến cái học trung học xong rồi đó mình phải hướng đến cái học đại học rồi mình vô đại học rồi chưa phải là xong, không? Đó, vô đại học rồi á giống như là cái đậu vô mà đại học rồi giống như là mấy vị mà mới đạt được sơ đạo sơ quả nhị đạo nhị quả ha, tam đạo tam quả thôi. Rồi sao mình phải hướng đến cái kết quả kết thúc của cái chương trình đại học, à là mình đạt đến là tiến sĩ, à ví dụ vậy đó, thì mình phải ráng nỗ lực mình hướng đến, mình học 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 hoài học mãi, à thì khi mà mình đạt đến cái tiến sĩ rồi đó thì gọi là cái tận cùng rồi, là xong rồi, thì lúc đó đó mới gọi là sao, bổn phận đã làm xong, những việc cần làm đã làm xong, gánh nặng đã đặt xuống, sau kiếp sống này không còn tái sanh lại nữa, thì lúc đó đó là mới mới không còn quyền gì nữa hết, à, mình đạt được rồi, mình lấy xong bằng tiến sĩ rồi còn nguyện gì nữa, à, còn hồi đó mình học xong cử nhân mình còn nguyện phải ráng học lên đạt được thạc sĩ, rồi thạc sĩ nguyện là đạt được đến tiến sĩ, mà khi mình đạt được tiến sĩ là tận cùng rồi thì không còn nguyện nữa. Chứ còn hồi lúc mà cử nhân rồi thạc sĩ rồi kia nọ mình cũng còn phải nguyện, để gì, để mình mới kiên cường dũng mãnh để vượt qua tất cả những chướng ngại. Trời ơi, học cũng khổ chứ, phải thức đêm thức hôm thức khuya dậy sớm, rồi phải làm bài tập, phải thử thách đi thực tập rồi đúng thứ chuyện, không? Nếu mà mình không có kiên cường, mình không dũng mãnh, à thì những cái trở lực, à nó sẽ cản trở, à mà khi mà chúng ta thiếu cái chí nguyện kiên cường dũng mãnh thì chúng ta không có đạt được, à thì xin giải thích cái thắc mắc của Nguyên Tịnh. Dạ. À, chúc cô cũng nhiều sức khỏe an vui và có thêm được những cái hiểu biết. À, lúc đầu thì chúng ta thực hành nhớ là chúng ta chỉ nguyện nó là nhân là duyên để đoạn trừ tất cả phiền não để đi đến giải thoát. À, còn cái chuyện mà mong cầu gọi là giàu sang tái sanh về cảnh giới an vui rồi đó, à mình không có nguyện, nhưng mà nguyện giải thoát thì mình cũng còn phải nguyện, à nguyện cầu tam bảo từ hàng độ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thải chúng sanh khỏi quan trái, nguyện cho nhân loại ráng tu hành, nguyện gìn tam học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh. Đó, cái chỗ đó nè, cái quan trọng đó, à mình nguyện đoạn trừ tất cả tham sân si độc sanh, à nguyện giải căn nhân sanh tử khổ. Đó, cái nhân như hồi nãy mình học trong bài đó, cái nhân là gì, à tham sân si, rồi vô tham vô sân vô si, à mà mình nguyện đoạn hết, à thì mình sẽ giải thoát. Nguyện căn nhân sanh tử khổ, nguyện diệt tham háo lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đãi, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Đó, đó, mình chỉ nguyện là
mong cầu đoạn trừ tất cả những cái nguyên nhân để tái sanh, và mình sẽ đi đến cái nơi giải thoát. Và chúc cô nhiều sức khỏe, an vui, tu tập tinh tấn. Nam mô Bố Thầy giá. Nam mô Bố Thầy giá, nam mô Tham Ma giá, nam mô Sang Kha giá. Sa thú sa thú sa thú. Dạ con thành kính tri ân ngài A Sư. Con rất là hoan hỷ với những lời quý báu giảng dạy của sư. Thông suốt con đã hiểu được kỹ. Còn về con còn một điểm nữa, thưa sư, là khi mà làm thiện phước á, thì tác ý ba thời mình đều hoan hỷ. Sau khi xong rồi đó thì không phải là mỗi ngày hay lúc nào mình cũng là nghĩ tưởng đến những cái việc bố thí của mình đã làm. Khi mình nghĩ như vậy để cho mình làm cho cái quan hỷ ở trong tâm của mình nó cứ phát sinh lên hoài, hay là khi làm xong rồi quan hỷ đúng ba thời như vậy rồi không nghĩ tưởng nữa, mà chỉ luôn luôn là để tâm vào trong cái chánh niệm tỉnh giác, là lúc mình làm cái gì mình biết cái đó, biết tất cả những hành động của mình, thì phải như thế nào thưa bạch sư, là luôn luôn nghĩ tới việc thiện này, hay là luôn giữ tâm biết ghi nhận những cái gì hiện tại mình đang làm, những cái gì mình biết hết biết rõ như vậy. Con kính xin sư giảng giải thêm chỗ này cho con được rõ, thưa sư. Như thí dụ sáng là con vừa thức dậy thì là con luôn nghĩ tưởng là con đã làm một cái việc thiện gì đó để tâm con hoan hỷ, hay là sáng con thức dậy thì con quán tưởng là con tri ân là con vẫn còn được thở với cái giây phút hiện tại, thì con phải như thế nào thưa sư? Thưa con kính thỉnh sư giảng giải thêm cho con chỗ này. Nam mô Bố Thầy giá, con kính dâng mới tính sư. Nam mô Bố Thầy giá, nam mô Tham Ma giá, nam mô Sang Kha giá. Khi mà chúng ta làm những cái việc lành, những cái việc thiện đó, thì lúc đầu á chúng ta cũng cần phải quan hỷ với những cái việc này, để gì? Nó là cái động lực, nó tạo thành cái sức mạnh để mình quan hỷ với cái thiện sự này. Thì cái sức mạnh này đó, nó cũng có cái khả năng để đấu trị với cái phiền não. Nhưng mà đó, chúng ta đừng có quá dính mắc với cái thiện sự đó. Thấy không? Giống như hồi nãy sư nói đó, bây giờ đó, mình làm nhiều những cái điều thiện, nhưng mà mình còn dính mắc, mình còn chấp vô nó, thì sao? Mình còn ở chỗ đó, mình còn dừng lại chỗ đó chứ chưa có giải thoát. Đến một lúc nào đó mình buông luôn. Đó thì giống như hồi đầu là mình không biết, mình làm những cái bất thiện, giống như hồi nãy sư giảng nó là mình vác cái bao đất vào đá. Bây giờ mình làm những cái điều thiện mà mình cứ dính mắc với nó hoài. Mình nhớ tưởng lại thì cũng tốt, nó có khả năng nó tạm thời nó áp chế những cái phiền não, nhưng mà đến lúc đó, mình cũng buông bỏ luôn. Khi mà chúng ta đi vào thực hành cái thiền tuệ, thiền minh sát, thì mình chỉ sống ngay trong giây phút hiện tại thôi. Cho nên là sao?
quá khứ không truy tầm những cái thiện sự mà mình đã làm xong rồi, nó thuộc về quá khứ rồi, thấy không? Rồi bây giờ mai mốt mình làm gì nữa đó, mai mốt mình đi dân y, mình đi đập bát, mình đi bố thí gì đó, là cái chuyện đó sắp tới. Nó chưa tới thì để qua mình. Bây giờ cái pháp hiện tại, mình biết cái gì ngay trong giây phút hiện tại này, mình biết tâm của mình như thế nào, mình đang làm cái gì, mình đang nói, đang đọc sách, đang hành thiền, mình biết rõ, thân thọ tâm pháp, biết rõ ngay đối tượng hiện tại này, nó là quan trọng. Quá khứ đã qua, không cần phải nhớ tới nữa. Tương lai thì chưa đến, để nó qua bên. Bây giờ chúng ta sống trong hiện tại này, ngay giây phút này, ngay trong quay nghi này. Bây giờ mình đang nghe, mình chú tâm vào cái sự nghe thôi. Rồi chỉ vậy thôi, mình sống trọn vẹn ngay giây phút hiện tại. Còn những gì nó mình làm những cái điều lành, điều thiện gì đó, thì hồi lúc đầu á, mình phải đầy đủ ba thời: trước khi làm, đang khi làm và sau khi làm. Tư tiền, tư hiện, tư hậu đầy đủ. Được rồi. Còn bây giờ á, là mình đi vào cái pháp hành minh sát, thiền tuệ, thì mình phải sống trọn vẹn giây phút hiện tại. Nhưng mà một lát ví dụ như xả thiền rồi đó, xả thiền rồi, mình cũng có thể mình nhớ lại cái lần đó mình đi dân y rồi này kia nọ đó, nó mình quan hỷ một chút cũng không sao. Nhưng mà mình nhớ là mình có quan hỷ nó một chút, mình cũng trở lại cái hiện tại liền, chứ đừng có để mà nó lôi cuốn đi tuốt lút luôn. Cái cuồng phim nó chỉ khởi lên chút xíu thì được, chứ đừng có để nó khởi lên rồi lôi cuốn đi đi tuốt tuốt tuốt, hồi là mình rơi vào cái phóng dật thì nó không tốt. Thì khi mà nó có khởi lên, mình có niềm quan hỷ biết rồi mình trở lại, thì được. Xin giải đáp cái thắc mắc của cô Nguyên Tịnh. Chúc cô nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Bụt Tha Giá Tham Ma Giá Nam mô Sơn Tha Giá. Sa tướng, con thành kính tri ân sư. Và con xin phép đạo tràng đã cho con xin hỏi thêm một câu nữa. Bên con cũng gần 1 giờ khuya rồi đó. Con xin hỏi phép hỏi một câu nữa để con đi ngủ. Bạch sư, là con nghe ở trong phần sư giảng có nói về cái chánh pháp, thì tâm con lãng khởi lên là con cũng xin ngài giảng giải để con hiểu rõ thêm nữa là con nghĩ như là con đang đi đúng chánh pháp. Con nghĩ là con đang đi chứng chánh pháp, đi vào năm tông, con đang đi trên chánh pháp. Nhưng thật sự là làm thế nào thật sự con đang đi trên chánh pháp? Nhưng bên con xưa con đi theo Bắc tông, bây giờ con đi về năm tông, thì con nói là con là đang đi theo chánh pháp. Nhưng thật sự nếu mà để khi mà tâm con còn khởi lên những cái sân si hay là những cái gì đó, thì giây phút những như vậy thì có phải là con vẫn còn đang đi trong chánh pháp không thưa sư? Con kính xin sư giảng giải sâu thêm về những cái chánh pháp. Con kính thỉnh sư ạ. Con kính dâng bạch thỉnh sư. Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sân Tha Giá. Thì mình muốn biết là chánh hay là tà, mình nhìn vào cái tính chất nó là mình biết.
Khi nào mà đi đúng trên chánh pháp thì sẽ có gì? Có sự an ổn, sáng suốt, trí tuệ. Còn mà nếu mà đi không đúng cái con đường chánh pháp thì sao? Si mê phiền não đó, vậy thôi. Thành ra đó, chỉ cần mình biết rằng ngay giây phút này mình sống trọn vẹn với niệm tuệ, mình ghi nhận rõ ràng cái giây phút này, mình hiểu biết trọn vẹn rõ ràng cái giây phút này là mình sống trong chánh pháp. Còn nếu mà mình còn mong cầu, mình gian giái cầu xin gì đó thì cái đó là không đúng, không đúng chánh pháp, vậy thôi. Thế còn nếu mà mình nói mình Phật tử Nam Tông, Nam Truyền, Phật tử Nguyên Thủy, nhưng mà mình chưa thực hành đúng, mình còn cầu xin Đức Phật là cứu khổ cứu nạn, hoặc là cầu mong là thế này thế khác, thì nó chưa có. Vậy thôi. Cái lời dạy của Đức Phật đó là gì? Để đoạn trừ tất cả những cái dính mắc phiền não. Mà nếu mà mình còn vướng mắc, dính mắc phiền não dù là một chút xíu, giống như hồi nãy xin nói, dù là một hạt bụi đó thì cũng chưa phải. Nhưng mà phàm nhân mình mà có những lúc mà mình cũng chưa hoàn toàn 100% là chánh pháp đâu, phải không? Chỉ trừ ra những cái vị mà đã đạt đến thánh đạo, thánh quả, A-la-hán rồi đó thì mới nói là 100%. Còn mình được tới chừng 70-80%, 60% là bắt đầu cũng mừng rồi đó, phải không? Rồi mỗi ngày mình ráng một chút, mỗi ngày mình ráng một chút, thì mình sẽ, khi mà mình hiểu biết thì mình sẽ thấy. Thành ra cái giáo pháp của Đức Phật 84.000 pháp môn, mà mình chỉ chú ý vào cái giáo pháp mà tóm lược ngắn gọn của Đức Phật dạy, không làm các điều ác, điều gì mà hại mình, hại người không làm, làm các việc lành, điều nào mà lợi mình, lợi người, hoặc là lợi mình mà không có hại cho ai thì mình nỗ lực làm. Rồi giữ tâm trong sạch, tức là sao? Lúc đó là không có phiền não, mà muốn giữ tâm trong sạch là luôn luôn phải có đầy đủ niệm và tuệ. Khi mình có đầy đủ niệm và tuệ, mặc dù mình chưa có đạt được thánh đạo nào á, mà lúc đó đó, ngay sát na đó, ngay phút đó, chúng ta là đi theo chánh pháp đó. Còn mà giây phút nào mà mình phóng dật, giây phút nào mình dễ vui, giây phút nào mà mình còn để cho phiền não nó sanh khởi trong nội tâm, thì lúc đó là mình chưa phải là đi trên cái con đường chánh pháp. Vậy đó, mình phân biệt, nhích vào này chút xíu là sai, không phải chánh pháp. Nhích vào này chút cũng không phải là chánh pháp. Đi đúng ngay con đường trung đạo là chánh pháp. Vậy đó. Đó, chứ còn mình không có phân biệt là nam bắc vậy đó. Nhưng mà điều cái á, bây giờ á, mình ăn, nhưng mà mình đừng chấp vào chai mặn. Có gì dùng nấy. Chứ còn mình chấp chai là cũng không phải. Mà mình chấp vào mặn cũng không phải. Giờ không có chai mặn nữa. Có thứ nào ăn thứ nấy là mình đi trên cái con đường giữa. Tại vì khi mà mình chấp vào cái người mà
ở bên Bắc truyền họ nói mà phải ăn chay mới được. À, rồi bên này mà nói mà phải ăn mặn mới được là cũng rơi vào cực đoan. À, thành ra Đức Phật nói là Ma-bích-tha-giá, dạ đạo tràng chúng con không còn nghe âm thanh của sư. Sư có nghe được âm thanh của con cũng thỉnh sư cầm mic trở lại ạ. À. Dạ cảm ơn Kim Nhung. Dạ Nhục Quỳnh nghe rung im vô, Nhục Quỳnh chạy tới. Dạ con kính dân mít đến sư ạ. À. Ma-bích-tha-giá. Nam mô Bụt Thầy. Dạ à, đang nói chuyện bị rớt giữa chừng à, xin quý vị cũng quan hỷ thông cảm à, thôi sư cũng chúc cho cô Nguyên Tịnh nhiều sức khỏe an vui ha à, giờ mời đạo tràng. Nam mô Bụt Thầy. Dạ Nhung, Kim Nhung có muốn cầm mic không Kim Nhung? Cho Nhục Quỳnh một tín hiệu à. Quỳnh thấy hình như... Dạ, mời Kim Nhung nha. Dạ, alo, alo ạ. À. Dạ, dạ, cảm ơn chị Nhật Hình, cảm ơn Meta, dạ, cảm ơn chị Meta, cảm ơn chị Vũ cho con biết tín hiệu đã nghe rõ. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ quý sư, con kính đảnh lễ quý cô tu nữ, kính chào các anh chị. Dạ thưa sư, cho con hỏi một câu về nghiệp ạ. Dạ con cũng qua cái trí văn thì con cũng hiểu nghiệp là do mình tạo ra, nghiệp nó dẫn mình đi luân hồi, rồi nghiệp nó cho mình cái hình sắc tốt hay xấu, và nó cũng cho mình cái tâm tốt hay xấu. Về tương đối chứ không phải hoàn toàn, nhưng tại vì mình nghiệp mình bị chi phối bởi nhiều nghiệp, nhiều đời quá khứ. Rồi cái tâm tục sinh thì có 19 tâm tục sinh, rồi tâm nào thì cho người nấy tương ứng. Nhưng mà ở trong đời sống thế gian con vẫn chưa hiểu được là cái sự giống nhau về hình thức của các thế hệ đó thưa sư. Tức là có nhiều khi mình thấy cái người con hay người cháu đó nó giống ông bà phía trước, tức là ở những đời trước đến 50-60% hoặc có khi 70% về cái hình dáng khuôn mặt hay là cái hình dáng về thân thể, và cũng có khi là về cả tính tình nữa. Thì về cái điểm này Phật giáo Nam truyền mình giải thích như thế nào? Dạ con cũng chưa hiểu được cái phần này. Dạ con kính thỉnh sư giải thích giúp con ạ. Dạ con kính tri ân sư. Dạ kính cảm ơn đạo tràng đã lắng nghe. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Thầm Mà giá, Nam mô Sang Ca giá. Thì trong đời sống chúng ta nhớ rằng cái nghiệp báo nó là cái cốt lõi. À, nó là cái cốt lõi, nhưng mà điều có cái nó còn phải trong đời sống mình còn chịu tác động của nhiều cái khía cạnh khác, chứ không phải là cái định luật nghiệp báo không. À, chúng ta còn phải chịu tác động của về cái giống như cái y học, là nó có những cái gọi là di truyền, những cái gen, rồi sao
điều kiện về cái xã hội nó bị tác động về nhiều nhiều mặt lắm. Giống như cái cổ máy, trong cái cổ máy đó nó có cái những cái bộ phận là quan trọng, rồi nó có bên đó nó có những cái để mà phụ trợ cho cái cổ máy này nữa, không? Thành ra đó có những trường hợp, ví dụ như bây giờ mình cũng nói ấy, cái trường hợp mà song thai đi, hai người sinh ra về cái hình dạng đó, tức là về cái sắc đó, nó tương đồng nhau khoảng 90%, nhưng mà đó cái tâm tánh có nhiều khi không có giống nhau, thành ra đó có những trường hợp về cái sắc tướng nó có thể tương đồng, nhưng mà cái nghiệp của mỗi chúng sanh thì có cái nghiệp riêng nữa, cho nên mà mình mới đọc cái câu mà ta đi với nghiệp của ta, mặc dù hai người theo cái y học nói là lúc đó đó do hai cái trứng nó rụng, cho nên là hai người cùng sanh một lúc, nhưng mà nhau cũng có người trước người sau, đâu có đồng loạt được. Đó, thành ra quý vị thấy rằng Đức Phật mới dạy á, trong một sát na chúng ta chỉ biết được một cảnh, một cái tâm nó sanh thôi. Bây giờ trong ly khi mình nghe là mình chỉ nghe, khi nào mình thấy là chỉ thấy rồi, chứ không có vừa nghe vừa thấy, tại vì mình không biết, thì mình nói là tôi vừa nghe, tôi vừa thấy mà, nhưng mà vì cái tốc độ tâm nó sanh diệt, luôn luôn mình bước đi đó, thì chỉ có một cái chân nó chạm, nó đứng trên mặt đất thôi, chứ không có hai chân mà đứng trên mặt đất, hai chân mà đi một lúc là không được. Cho nên phải hiểu như vậy. Thành ra đó, cái định luật nghiệp báo nó còn trong đời sống á, nó là cốt lõi, nhưng mà nó còn tác động bởi nhiều yếu tố. Thành ra đó, chúng ta phải hiểu biết như vậy, chứ không phải là cái hoàn toàn về cái nghiệp không. Nếu mà mình nói mà cái nghiệp mà tất cả đều là nghiệp là cũng không phải, nó là cái pháp dẫn đầu, khởi đầu thôi, còn bên đó là nó còn có nhiều cái vấn đề khác nữa. Ví dụ như bây giờ cái đầu máy xe lửa nó chạy, nhưng mà ở phía sau đó nó kéo nhiều cái toa, rồi những cái toa này thì sao, nó có bánh xe đồ riêng, thành ra cái đầu máy nó kéo, nhưng mà những cái toa này nè cũng phải có các cái vật dụng cũng đầy đủ như vậy, để mà cái chiếc xe nó mới chạy một cách tốt đẹp, rồi cái đường ray, những cái thanh tà vẹt rồi nó nâng đỡ như thế nào thì cái sự tiến hóa của cái xe nó mới an ổn, chứ không phải là cái đầu máy mà nó quyết định được, đúng không? Thành ra chúng ta hiểu cái đầu máy là nó chỉ là một phần, nhưng mà nó là phần quan trọng của đời sống. Và chúng ta nhớ rằng cái định luật nghiệp báo ở trong Phật giáo đó, nó không phải là cái định luật theo thuyết định mệnh, mà nó có thể chuyển lên và hoặc là nó chuyển xuống, chứ không phải là nó cố hữu mà như cái thuyết định mệnh nó định đặt xuống cái đời sống của con người, cái đời sống mình có thể thay đổi, mặc dù cái
thiện lành ngay trong đời sống này, không sửa đổi hoàn toàn được cái nghiệp xấu, nhưng mà ít ra nó cũng có cái tác động, nó sửa đổi một phần nào đó. À, rồi cái bất thiện ở trong cái đời sống à, nó không phải nó sửa đổi hoàn toàn cái nghiệp thiện, nhưng cái bất thiện ngay trong đời sống hiện tại nó cũng là một cái chướng nghiệp, nó cản trở cho cái thiện lành nó trổ quả. À, thành ra mình phải hiểu như vậy đó. Còn cái vấn đề mà những chúng sanh có sự tương đồng nhau về cái dung mạo, cái hình tướng, thì cái chuyện đó là nó cũng có thể xảy ra. Bây giờ cô lại một cái nhánh cây nào đó, à, mặc dù là trên một cái cạnh đó, nhưng mà không bao giờ có hai cái lá mà nó giống y hệt nhau 100%. À, nó cũng có sự sai biệt. À, nó chỉ giống nhau á là 90-95%, 96% là nhiều. À, chứ còn không có thể nào mà giống nhau hoàn toàn 100%. Thành ra đó, à, không có bao giờ mà có hai người nó giống nhau hoàn toàn về cái dung mạo và cái tâm tánh. À, thế nào cái tâm tánh nó cũng có sai biệt nhau chút đỉnh, à, là hoặc là cái hình sắc nó cũng sai biệt nhau một phần nào đó. À, thì xin giải đáp cái thắc mắc của cô Kim Nhung. Dạ, chúc cô nhiều sức khỏe an vui, tu học tạo được nhiều phương pháp tinh tấn, và luôn luôn có nỗ lực thực hành các thiện sự. Nam mô Bụt Thầy. Dạ. Dạ, sa thú lâm thai, con thấy Kim Nhung đã kính tri ân sư rồi. Nam mô Bích Thai giá, và một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức. Nhục Bình kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn câu hỏi của Kim Nhung. Dạ, đạo tràng có vị nào còn câu hỏi không? Có con gì thắc mắc không? Nếu còn xin mời quý vị đưa bàn tay ạ. Nam mô Bích Thai giá. Con không có thấy bàn tay. Dạ, cho con nghe sư dạy. À, qua mời Quỳnh Giang Nhất Hà. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy giá, Nam Mô Tham Mà giá, Nam Mô Sang Kha giá. Dạ, con xin đảnh lễ sư Trí Đức, sư Pháp Thanh, sư Pháp Trang, quý cô tu nữ. Dạ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, thưa sư, cho con có một câu hỏi là trong cái bài hôm nay sư có đề cập về ngũ ma đó sư. Thì con có hơi thắc mắc về cái vị cuối cùng là tử thần ma vương. Thì phải chăng cái vị này là làm những cái công việc của theo cái quy luật của vũ trụ? Tại vì có rất nhiều cõi và chúng sanh rồi, thì những cái cõi trời và cõi người thì đều có những cái tuổi thọ khác nhau. Dài ngắn có điểm bắt đầu thì sẽ có điểm chấm dứt. Thì và Đức Thế Tôn cũng không có ngoại lệ, cho nên ngài mới nhập Niết Bàn ở cái tuổi 80. Thì cái vị tử thần ma vương này là giống như là có thể làm một cái công việc của vũ trụ sư sư. Thì sư sư có thể giảng rõ cho con cái điểm này một chút xíu, nếu không thì nếu mà đắc được những cái tầng thánh như vậy mà không có cái điểm kết thúc thì Đức Thế Tôn cũng còn ở với chúng ta cho tới ngày hôm nay, tại vì chúng sanh vẫn còn khổ đau. Và con xin sư giảng rõ cho con điểm này. Và con tri ân sư.
Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ca Giá. Thì gọi là tử thần ma ở đây á, tức là cái sự chết à, mà chúng ta thường gọi là tử thần. Chứ sự thật ra đó là cái công việc của sự vận hành của pháp à. Ta nói không, hả, có sanh thì phải có diệt à. Thì quý vị thấy rằng á, ngay chính trong cái tâm của mình á, một cái tâm nó khởi lên rồi sao, nó kéo dài trong mười mấy sát na và nó đến cái sự diệt à. Thành ra cái sanh diệt này đó, nó trong từng sát na à. À, rồi người ta nói là cái người ta hình tượng ra, người ta vẽ thần cái tử thần á, là cái bộ xương bận áo đen rồi nó cầm cái lưỡi hái rồi kia nọ, là cái đó là người ta tưởng tượng ra, người ta vẽ ra thôi. Chứ sự thật ra đó, cái sự sanh diệt là nó luôn luôn nó theo chúng ta à. Nhưng mà trong cái đời sống của chúng sanh ấy, thì nó có sanh rồi nó có diệt à. Thì cái khi mà chúng ta à, đúng ra nó cái sanh của mình á, không phải là khi mà mình rời lòng mẹ mới là sanh. Cái tục sanh của mình ngay cái sát na tục sanh á, cái tâm cận tử à, rồi tâm tử, và sau cái tâm tử liền là cái tâm tục sanh. Thì nếu mà chúng ta thấy theo cái thấy của Đức Phật đó, là cái một cái đời sống mới là nó khởi sanh ngay cái sát na cái tâm tục sanh đó à. Nhưng mà theo ở ngoài đời, ở ngoài thế gian thì người ta nói khi mà mình mở mắt chào đời, mình rồi khỏi lòng mẹ thì lúc đó là sanh à. Cái sanh đó là sanh của theo thế gian thôi. Còn cái sanh theo mà cái dòng tâm thức ấy, là ngay sau cái sát na tử là tới cái tục sanh, cái tâm tục sanh liền sanh khởi, để nối từ cái kiếp sống quá khứ đến cái kiếp sống hiện tại à. Đó, cho nên á là cái sanh tử này á, cái sanh diệt này á, là tất cả chúng sanh ở trong tam giới này, giới không có riêng ai hết. Cho nên á, dù là bậc chánh đẳng chánh giác thì cái tâm của ngài á, cái dung sắc nó cũng luôn luôn là nó sanh diệt à. Cho nên đến cái giai đoạn cuối cùng à, có cái điểm kết thúc à. Ngoại trừ ra nếu mà ngài dùng cái năng lực của bậc chánh đẳng chánh giác, cái năng lực này là nó là một cái ngoại lệ đối với tất cả chúng sanh à. Nhưng mà quý vị thấy rằng nếu mà ngài dùng cái năng lực đó để duy trì cái thọ mạng thì như vậy là sao, là nó không đúng với cái quy luật vô thường vô ngã à. Cho nên á là đến lúc mà kết thúc cái tuổi thọ à, thì ngài cũng phải theo cái quy luật. Chỉ có khi nào mà ngài rời bỏ cái thân ngũ quẩn này đó, vô dư niết bàn rồi đó, thì lúc đó là mới chấm dứt, không còn chịu cái quy luật chung của cái định luật của tam tướng là vô thường, khổ, vô ngã à. Chỉ khi đó là à, chứ còn hả, chúng ta còn sống ở trong thế gian này, cái ngũ quẩn này còn, thì luôn luôn là nó có sanh diệt trong từng hơi thở,
sanh diệt trong từng sát na, sanh diệt trong từng cái sự biến đổi của sắc quẩn, hay là sanh diệt trong từng sát na của tâm. Thành ra đó, chỉ có bậc thánh A-la-hán thì khi mà kết thúc cái thọ mạng thì mới hoàn toàn là chấm dứt. Còn phàm nhân, cái sự chết nó là chỉ là một cái kết thúc tạm thời. Cái chết chỉ là kết thúc của đời sống hiện tại để mở ra tục sanh đi vào một cái kiếp sống mới mà thôi. Thì cũng xin chia sẻ với cô Giang Nhất ha. Chúc chú nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Tha giá. Dạ, alo, alo ạ. Dạ, con thưa sư, con còn có một vấn đề còn lăn tăn ở trong cái tâm con. Dạ, kính cảm ơn đạo tràng cho con biết tín hiệu nghe rõ. Còn có vấn đề con lăn tăn ở trong con cứ bị vướng vất ở trong tâm con ạ. Dạ, đó là mỗi khi mà con làm được một cái phước thiện nào gì đó, thì con hay nguyện ở trong tâm con á, là con xin được tục sanh làm người nam nhân, là thân nam và không có gia đình. Thì con không biết như vậy cái lời nguyện của mình á, nó có gì là nó sai trái, nó có gì là nó vội vàng hay không. Vì có những lúc con thấy con cũng cảm thấy là hay là do cái cuộc sống của mình nó làm người phụ nữ nó khổ quá, rồi cái mình không được tọa nguyện trong cuộc sống thì nên là mình mới có những cái lời nguyện như vậy. Nếu mà mình cuộc sống mình nó được tịnh nguyện thì mình sẽ không như vậy. Thì con cũng không hiểu như vậy là mình có làm gì sai không và có vội vàng không. Dạ con thưa sư giải thích giúp con. Dạ con kính tri ân sư ạ. Nam mô Bụt Tha giá, nam mô Tham Ma giá, nam mô Sằng Kha giá. Thì theo Phật giáo thì cái những chúng sanh mà là người nữ thì những chúng sanh này cái kém phước hơn người nam. Thì chúng ta có cái sự so sánh đó, vậy đó. Nhưng mà đó, cái từ người nam mà rớt xuống trở thành người nữ thì nó rất là dễ. Chỉ cần không giữ đúng cái ngũ giới là nó dễ trở thành người nữ lắm. Nhưng mà từ người nữ muốn trở thành người nam ấy, thì nó hơi khó. Nhưng mà chúng ta biết những cái pháp Đức Phật, trong kinh Đức Phật có dạy những cái pháp nào để mà chúng ta sửa đổi. Thì sửa đổi đây đó, sửa đổi gì? Sửa đổi từ cái tâm mình tạo trữ nhiều những cái pháp nào để mình trở thành người nam. Mình gìn giữ phát triển những cái pháp nào để tạo thành cái nền tảng, mà nhất là cái giới tà dâm. Đó, thành ra đấy, thành ra mình cố gắng nỗ lực và gì, mình nguyện mà mình không thực hành thì sao, cái nguyện đó nó không có đúng. Nhưng mà mình nguyện mà mình thực hành á thì nó mới đem đến. Bây giờ á, mình nguyện trở thành người nam thì sao, mình tâm tánh mình phải tập lần hồi cái quyết định của mình. Cái quyết định độ mình nó cứng rắn lên, mạnh mẽ lên. Rồi các cái chướng ngại phiền não gì đó mình không có khóc lóc than gian,
mà mình dùng trí tuệ để mình ứng xử, để mình vượt qua những cái chướng ngại, những cái trở lực trong đời sống. Rồi sao? Mình từ bỏ những cái mà trang điểm, rồi dính mắc vào trong những cái y phục đồ này cái nọ, ha, đó, những cái nào mà của người nữ mà họ dính mắc đó, thì mình lần hồi mình rời xa, thì những cái này nó lần hồi mình sẽ trở thành người nam, đó. Chứ còn mình nguyện không có hạnh á, thì làm sao mà nó đạt được, không? Cho nên á là nhân nào quả nấy, bây giờ mình muốn có được cái nhân tốt đẹp thì mình phải gieo. Bây giờ á mình ăn cái gạo này nó mềm quá, nó dẻo quá, nấu cơm lên nó nhão nhạt. Bây giờ mình gieo những giống khác, cái cơm nó nở nhưng mà nó không có nhão, nó không có quá mềm, đó, thì mình khéo tạo, thì mình gieo trồng, mình khéo lựa chọn, mình gieo trồng, thì mình sẽ có được cái giống như mình như ý muốn. Còn bây giờ cái lỡ hồi trước mình gieo cái giống này, giờ cái gạo nó nhão quá, nó dẻo quá, thì kệ, thôi mình ráng ăn đi, nhưng mà bây giờ mình ráng lựa chọn những cái giống mà nó cơm nó cũng nở nhưng mà nó không có nhão, không có dẻo quá, nó dễ ăn hơn, thì mình gieo thì mình sẽ có. Chứ còn không có gì sai là mình chỉ cầu nguyện. Mình cầu nguyện, mình khấn vái, mình gian sinh nhưng mà mình không có thực hành thì cái đó là sai. Còn mình có cái chí nguyện nhưng mình phải sửa đổi cái tâm tánh mình, rồi mình gieo trồng những cái thiện sự dung bồi để tạo nhân, tạo duyên, thì cái pháp nó sẽ hiện khởi. Còn mà nếu mà mình chỉ cầu khấn nguyện suông thì cái đó là sai. Chứ còn mình người nữ có cái chí nguyện trở thành người nam để mình tu tập mà thực hành giáo pháp đồ dễ dàng hơn thì cái đó là đúng. Nhưng mà nếu mà mình không thực hành những cái pháp mà để đem đến trở thành người nam á thì cái đó mới sai. Thì xin giải đáp cái thắc mắc của cô Kim Nhung. Chúc cô nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Tha Dạ. Dạ, Nam mô Bích Tha Dạ. Dạ, con thấy Kim Nhung, con hiểu, con tri ân sư rồi. Dạ, Nam mô Bích Tha Dạ. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Pháp Thanh đã giảng giải câu hỏi của Kim Nhung. Dạ, đồng hồ Nhật Quỳnh còn 10 phút nữa. Vì nào còn câu hỏi không? Còn gì thắc mắc trong sự tu tập không? Thì kính mời bàn tay của quý vị thượng tọa Pháp Thanh rất là từ bi. Hỏi gì thì ngài cũng trả lời nguyện trong pháp thôi, chứ không cần là trong đề tài của ngài, của thượng tọa. Nên quý vị cứ hoan hỷ đưa bàn tay của mình lên. Dạ, con chưa có bàn tay thì con xin chia sẻ ý con trong câu hỏi của Kim Nhung mà trong đạo tràng mỗi vị đưa lên một ý. Con con nhớ là hồi xưa đó bà sư, lúc con mới biết đạo Nam Truyền, cái con qua chùa Bủ Đức, cái con thấy trời ơi, những người nam mới được đến gần Chư Tăng, mới được thân cận Chư Tăng, còn người nữ thì không được, rồi nhiều điều lắm. Dạ, đại khái rất là nhiều điều mà hồi con ở bên Bắc Tông thì con không biết những cái điều đó. Cái con cũng nguyện, dạ con cũng nguyện là cho nếu mà đời này mà con tạo đủ duyên lành mà cho con mà được tái sanh, được mà làm người trở lại, thì cho con xin làm một người nam mà xuất gia từ lúc 7 tuổi. Cái con cứ giữ cái nguyện trong tâm như vậy đó. Cái có một thời gian con gặp được một vị nói con nghe thôi, con quảng hồn, con không có ước gì nữa hết, và không có ước nguyện là phải thành người nam nữa. Lý do mà vị đã nói với con
cô đâu cần thành người nam. Bây giờ cô cứ làm điều phước gì, ước nguyện của mình là đến đạo quả đi, sớm đắc đạo quả đi. Thì dù là người nữ, cô cũng đắc đạo quả gì. Cô để mất cái một cái thời gian mà để thành một người nam, rồi mới tu, rồi mới đắc cái đạo quả, thì cô biết cái con đường luân hồi của cô nó dài, dài lắm không? Rồi, rồi xong. Là một điều, nguyện làm người nam. Điều thứ hai nữa. Điều thứ hai nữa. Rồi, còn thấy, còn lúc con mới qua chùa, con thấy trời ơi, những người người ta có tiền, người ta dân cũng chưa tăng, người ta làm lễ dân y Katina, người chưa tăng bị bệnh thì có tiền dân để chưa tăng đi chữa bệnh này kia. Trong lòng rất là hoan hỷ, con rất là hoan hỷ với những thiện pháp của những người này. Với lại có vị đó bà sư, ngày mà lúc mà tăng xá mà sắp sửa cắt á, sắp sửa cắt cái tăng xá đó, cái con thấy có vị đó, trời ơi, một tiếng một thôi, Kim Nhung biết không, một tiếng một thôi. Nhật Quỳnh biết cái vị này cục thường thường thôi, không có, không gọi là mình nhìn vô là mình nhìn không có thấy cái giàu có gì của người này hết á, cũng thường thường vậy thôi, cũng ít lắm nha Kim Nhung. Dạ, cho con hùng 15 cây vàng. Trời ơi, con nghe con hoan hỷ gì mà con hoan hỷ cái con này. Dạ, dạ đúng rồi, quả miếng điện này vậy đó chị. Trời ơi, chị Nhật Quỳnh quả miếng điện giống như mà con chó ghẻ luôn vậy. Vui lắm. Cái xong cái con này. Trời ơi, ước gì con trúng đùng tài với số ha. Cái con làm thiệt đó Kim Nhung, bởi vì mình mới thấy người ta làm phước rất là mạnh mẽ. Rồi cái con thấy công nguyện nha, cho con trúng tại giờ 6 đi, để con làm phước, con cho vừa ý mình. Tưởng sao con cũng bạch vị sư, vị sư nói sao, cô bỏ cái nguyện này đi nghe chưa, cô mà nguyện á mà bây giờ cô không có tiền thì cô nói cô nguyện á, cô trúng số cô làm phước á, tới hồi cô có tiền trong tay rồi ha, lòng tham cô nổi lên thôi, không có cúng nữa đâu, là kể như cuộc đời cô bị toi luôn á. Rồi thôi xong thôi, cũng khỏi cần nguyện. Dạ cô không có nguyện luôn. Dạ ngày chưa biểu cô cứ bây giờ cô có cái khả năng cô làm gì cô cứ việc làm, cô việc làm đi rồi cô sẽ được như ý nguyện, chứ đừng có nói nguyện trúng số. Nên từ đó trở đi, và con nghe Kim Nhung nói nguyện làm người nam thì con nghĩ là cái chuyện xưa của con. Dạ, bây giờ còn 5 phút nữa. Dạ, mời Đạo Tràng. Dạ, mời Đạo Tràng rất là hoan hỷ với bài pháp của sư ngày hôm nay. Dạ, Quỳnh Giang Nhật Hà còn câu hỏi không? Dạ, Đạo Tràng con vị nào còn câu hỏi không? Alo, alo. Dạ, con kính nhận mệnh đến sư. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ga Giá. Thì cái vấn đề mà mình nguyện cũng đúng. Tại vì Đức Phật có nói là người nữ á, thì không có thể trở thành làm được ba cái việc này. Một là người nữ sẽ không trở thành bậc chánh đẳng chánh giác. Thứ hai á, người nữ không thể làm mà bậc chuyển luân thánh vương, và người nữ cũng không thể làm ma vương. Là ba cái này nó đòi hỏi cái sự nỗ lực, là bậc chánh đẳng chánh giác và chuyển luân thánh vương, thì đòi hỏi cái sự nỗ lực rất là mạnh. Còn ma vương á, ác ma á, thì cái thiện nó rất là bất thiện, nó rất là mạnh. Thì cái tâm của người nữ thì nó thường là yếu ớt hơn. Nhưng mà đó quý vị cũng thấy trong thời Đức Phật còn hiện tại cũng có rất nhiều những cái vị thánh nhân là nữ, những vị thánh nhân đắc A La Hán cũng có nè, rồi những vị mà thánh hữu học thì cũng rất là nhiều. Thành ra cái điều quan trọng á, không phải là chúng ta
là người nam thì mới giải thoát, người nữ cũng giải thoát được vậy. À, nhưng mà điều cái là trong khi người nữ thì nó có những cái chướng ngại, nhưng mà nếu mà chúng ta biết chúng ta vẫn vượt qua, vẫn giải thoát như thường. Ra đó, cái điều quan trọng không phải là nam hay nữ, mà chúng ta dính mắt vô đó là nó trở thành cái chướng ngại. Cái điều quan trọng là chúng ta diệt trừ tất cả những cái phiền não, để chúng ta sớm được giải thoát. Chúng ta biết sửa đổi những cái nhân bất thiện trở thành nhân thiện, mà chúng ta dung bồi những cái nhân thiện để chúng ta đi đến giải thoát, chứ không phải mà chúng ta sửa đổi nhân bất thiện trở thành nhân thiện rồi mình dính mắc đó thì cũng không giải thoát. Thành ra cái sự giải thoát đó là dành cho tất cả chúng sanh hữu duyên, những người nào thực hành tròn đủ các pháp độ, dung bồi trí tuệ mạnh mẽ, có khả năng tận trừ được tất cả những phiền não thì người đó sẽ giải thoát. Thì cái này để nói là cái ý của cô Kim Nhung và cô Nhật Quỳnh, và cũng là kết thúc cái bài pháp ngày hôm nay. Và bây giờ thì xin mời cô Nhật Quỳnh sám hối và sư xin tụng kinh phúc chúc để kết thúc buổi sinh hoạt hôm nay với phước báo này. Kính cầu mong chư tôn đức pháp thể ca nan, kính chúc quý tôn nữ và quý Phật tử nhiều sức khỏe an vui, cầu mong chư thiên quan hỷ với phước báo, cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Nam mô Bụt Thầy giá. Sa thú lành thai, con xin thay mặt đại chúng trong chung thành kính tri ân sư rất là nhiều. Sư đã từ bi giảng giải cũng như trả lời những câu hỏi trong đạo tràng chúng con, rất là hoan hỷ. Và một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân sư. Và Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh sám hối sau khi thính pháp. Uất tam ăn ghê na quanh đê hăng ba đà phẳng xung và ruột tam ăn buốt thể vô gà lì tổ đô sơ buốt thô hà mà tu tăng mà măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần nhĩ chân Đức Phật là đấng chi tôn chi thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xóa tội lỗi ấy cho con. Uất tam ăn ghê na quanh đê hăng tam ăn cha đức quý thân và răng thầm mê vô kha li tô đô sơ thầm mô kha ma tu tăng mà măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uất tam ăn ghê na quanh đê hăng sẵn khanh cha đức quý thót tam ăn sẵn khê vô kha li tô đô sơ sẵn khô kha ma tu tăng mà măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phần tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Dạ, đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng thọ pháp thanh từ bi phúc chúc cho đạo tràng chúng con tròn đủ phước báo. Và con kính nhân mít đến sư ạ. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Xin thay mặt chư tăng phúc chúc đến đạo tràng kết thúc buổi sinh hoạt hôm nay. Bhavato sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba bhuta nuvavena sadan soti bhavantu te. Bhavato sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba dhamma nuvavena sadan soti bhavantu te. Bhavatu sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba sangha nuvavena sadan soti bhavantu te. Tất cả phước báo hẳn có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì định người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự an lạc thường thường định người, cầu xin cho các thiện tinh
được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tấn hoa trong đường Phật đạo, cầu xin cho các thiện tín khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả, hãy cầu xin quả tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Nam mô Bụt Thầy giá. Sa thu, sa thu lành thai, con xin hồi hướng quả này à, thâu đến viên thuộc nơi đây cho tường, cùng là thân thích tha phương à, hoàng đã